Xin kính chào quý vị và các bạn, và hiện tại thì tôi đang ngồi cạnh với mẹ của anh Mạnh, bà Nguyễn Thị Hưu. Chào các bà. Bà ơi, thì với cái công trình như thế, nhà mình như thế này ấy, thì khi mà anh quyết định là phá bỏ nhà cũ đi để xây dựng nhà mới, thì bà cảm thấy cái bản thiết kế và sau khi mà mình ở nhà mình thì mình cảm thấy thế nào bà? Tôi sau khi làm xong cái nhà tôi rất chi là phấn khởi. Thiết kế rất là đẹp, mà ai vào cũng hỏi thăm là thiết kế ở đâu. Mà người ta lại xin một kiểu ảnh, nhiều người vào kiểu ảnh lắm. Vâng, thì khi mà bắt đầu xây dựng nhà mình ấy, thì bắt đầu từ khi nào, và khi mà nhà mình dọn vào nhà mới là trong khoảng thời gian bao lâu hả bạn? Tháng 6 âm lịch đã về rồi, nhưng mà về sau Covid 2 tháng ấy, thì mới xây quanh bờ rào này, xây cái bể phốt đấy. À vâng, tức là mình cũng bị ảnh hưởng một chút bởi dịch ảnh bệnh. Ảnh hưởng mất 2 tháng. Vâng. Chứ đáng lẽ là phải về nhà mới từ tháng 7. Thế là thành thử ra đến tận tháng 10 mới về. Dạ. Thì bà ơi, so với những cái nhà ngày xưa ấy mà mình hay xây ấy, và cái công việc mà bây giờ ấy, bà thấy khi mà thợ về thợ làm mà có một cái bản thiết kế, thì bà có thể so sánh xem cái công việc ngày xưa so với việc mà bây giờ có bản thiết kế thì như thế nào không ạ bà? Tôi thấy là theo bản thiết kế là họ làm, họ cứ hôm nào vào tôi ở nhà thì cũng bảo vào cho con mượn bản thiết kế. Người ta xem bản thiết kế người ta làm. Vâng. Nếu sai chỗ nào người ta đục ra. À dạ. Thì... sai cũng phải đục ra mới một cái cửa sổ. À vâng, tức là sẽ người ta xem bản thiết kế. Đấy. Vâng, người ta mới thấy thiếu cửa sổ ta lại đục, vâng. Đục mất một ngày công. Dạ vâng, thế thì khi mà mình ở đây thì mình có thấy tiện lợi không ạ? So với nhiều ngôi nhà mà bà đã tham quan thì bà thấy ngôi nhà của gia đình nhà mình thế nào? Tôi thấy ngôi nhà này rất là tiện lợi, mà tôi phấn khởi. Dạ. Làm là ngôi nhà đẹp, ai vào cũng khen mà họ được chụp kiểu ảnh, đông người vào chụp ảnh lắm. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Và bà ơi, thì chắc là sau đây thì bọn con xin phép là đã được quay lại cho quý khán giả có thể là nhìn thấy ngôi nhà. Và sau thì con cũng sẽ gửi cho gia đình nhà mình cái clip về ngôi nhà của mình bà nhá, để làm kỷ niệm. Dạ vâng, con cảm ơn bà rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng khám phá ngôi nhà của gia đình anh Mạnh quý vị nhé. Đây là một công trình 2 tầng, mái Nhật mang phong cách hiện đại, đặc trưng trong các thiết kế của Mark Home. Quý vị có thể nhận thấy được cái đường nét thiết kế rất là đẹp mắt đúng không ạ? Từ phần ngoài của công trình, từ phần sân, phần cổng cho đến phần chính của công trình. Ở đây thì với cái khuôn đất của gia đình là 250m², thì chúng tôi đã thiết kế cho công trình rất là nổi bật. Con chào bà. Dạ. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được công trình của chúng ta có những cái khoảng sân rất là rộng nhé. Hiện tại thì với cái khoảng sân rộng như thế này thì gia đình hoàn toàn có thể bố trí được những cái khu vực như là xe cộ, và thậm chí có thể bố trí được khu vực để chúng ta làm sân phơi. Ở vị trí trên tầng 2 của chúng ta cũng sẽ có quý vị nhé. Ở phía trước đây thì gia đình cũng chừa ra những cái khoảng để có thể là trồng rau đúng không ạ? Tự phục vụ sinh hoạt cho gia đình nhà mình. Cái khoảng không gian này thì làm cho ngôi nhà của chúng ta nó được xanh mát hơn, nó được hòa hợp với thiên nhiên hơn. Và phía dưới nền sân này thì gia đình sử dụng, chúng tôi đã quyết định là thiết kế cho gia đình để những cái phần sân của chúng ta được ga lát bằng gạch chống trơn, cũng giúp cho những cái phần, tất cả những cái khu vực của sân nhà của gia đình nó rất là sang trọng, sạch sẽ. Ở đây thì công trình của chúng ta thì được sử dụng hệ bậc tam cấp. Tuy nhiên thì với cái phần đế này cũng không quá thấp đâu quý vị nhé. Cái việc mà chúng ta tôn sân cao lên so với cái khu vực nền đường. Với cái khu vực sân này thì sẽ tôn cao lên khoảng 50 phân, tức là nửa mét đấy ạ. Ở đây thì với công trình của chúng ta thì chúng ta cũng không lo lắng về cái việc là sau này nếu có làm nền đường thì cũng làm cho công trình ra thấp hơn, hoặc là nước mưa sẽ chảy vào chân công trình đúng không ạ? Về phần công trình chính của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng gam màu chủ đạo, đó chính là màu ghi cho công trình này, với những cái phần từ phần mái ngói. Ở đây thì công trình của chúng ta thì sử dụng phần màu xanh ghi cho phần mái cũng như là những cái phần đường trang trí ở hệ cột. Phần mái này của chúng tôi thì sử dụng bằng mái ngói Fuji, và chúng ta sẽ lợp bì kèo và bắt và sẽ sử dụng bằng vít quý vị nhé. Tất cả những cái
đường khác. Ví dụ như quý vị có thể nhận thấy được, chúng tôi sẽ sử dụng những cái khu vực để chúng ta ốp những cái phần cột như thế này bằng chất liệu gạch thẻ. Ngoài ra thì những cái phần bề ngoài của công trình thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái phần sơn trắng, đúng không ạ? Làm cho những cái công trình của chúng ta nó có những cái đường nét hình khối nổi bật hơn. Ở phần cửa chính thì chúng tôi sử dụng bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi như quý vị thấy ở đây. Còn tất cả các khu vực khác như là khu vực cửa sổ hoặc là những khu vực sảnh phụ như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng chất liệu nhôm hệ, nhôm kính. Và tất cả những khu vực cầu thang của chúng ta, những khu vực lan can của chúng tôi cũng được sử dụng bằng lan can kính cường lực. Thì điều này nó sẽ tổng hòa cùng với những cái thiết kế hiện đại của công trình. Phần sảnh trước của chúng ta ở đây thì sẽ được sử dụng bằng đá granite mặt đen. Và phía trước nhà với những khu vực sảnh chính như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần chiếu nghỉ để giúp cho cái công trình của chúng ta nhìn nó rất là bắt mắt. Và đây cũng là giống như một cái phần chúng ta chào mời các vị khách trước khi vào nhà. Hai cái phần cột trụ chính của gia đình của chúng tôi thì cũng sử dụng những cái cột trụ vuông rất là chắc chắn và vững chãi, đúng không ạ? Phần đế để chúng tôi bao bọc xung quanh công trình chúng tôi hoàn toàn ốp bằng đá để giúp cho cái phần công trình của chúng ta nó được bền màu hơn so với thời gian, đúng không ạ? Qua thời gian thì chúng ta không lo lắng về việc là phần chân công trình của chúng ta sẽ bị dính rêu mốc. Ở đây công trình chính của chúng ta thì với thông số chiều rộng là 10m, phần chiều sâu là 12,9m với diện tích là 129m2 thì thực sự công trình rất là nổi bật và đồ sộ, đúng không ạ? Chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m, chiều cao của khu vực mái là 2,7m. Với tổng chiều cao của ngôi nhà là 10,7m thì quý vị có thể thấy rất là nổi bật ở tất cả những cái ngôi nhà so với tất cả những ngôi nhà mà chúng ta nhìn thấy ở xung quanh ở khu vực này, đúng không ạ? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiến sát hơn vào ngôi nhà và chúng ta sẽ khám phá những công năng tiếp theo của ngôi nhà này quý vị nhé. Quý vị có thể nhận thấy thì bước vào khu vực phòng khách được kết hợp với khu vực phòng thờ. Phòng khách kết hợp với phòng thờ có diện tích là 35m2. Như quý vị thấy ở đây thì ngay phía trước ngôi nhà, chính giữa ngôi nhà chính là khu vực ban thờ. Cái việc mà chúng ta bố trí ban thờ như thế này, thứ nhất là rất là thuận tiện cho các thành viên trong gia đình có thể chăm sóc khu vực phòng thờ, đúng không ạ? Nhất là với những gia đình của chúng ta có người già thì các cụ rất thích khu vực ban thờ của chúng ta để ở vị trí tầng 1, chứ nếu mà chúng ta để ở vị trí tầng 2 và tầng 3 thì rất là khó cho các cụ có thể đi lại, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng tôi bố trí một khu vực mà chúng ta có thể để được khu vực bàn trà rất là rộng, được sử dụng bằng gỗ tự nhiên. Thì thường thì các ngôi nhà dân dã, ở nhất là ở khu vực phía Bắc của chúng ta thì thường sẽ thích sử dụng những cái bộ gỗ bằng chất liệu gỗ thịt như thế này. Khi mà vào thì cảm giác căn phòng rất là ấm cúng. Ở đây thì gia đình cũng giữ những đồ vật từ ngày xưa, tức là phần tủ chè được khảm chai, quý vị thấy. Ngoài ra thì sẽ có màn hình camera để quan sát những cái phần khu vực xung quanh, đảm bảo an ninh cho toàn bộ khuôn viên của gia đình. Phía đối diện của chúng ta thì sẽ là một kệ tivi. Ở đây thì anh có chia sẻ là sau này anh sẽ trang trí thêm cái kệ tivi này, nó sẽ đẹp mắt hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể trang trí những cái phần vỏ rượu hoặc là những cái bức ảnh. Tuy nhiên thì gia đình cũng đã kịp sắm sửa cho mình một cái hệ tivi rất là lớn, đúng không ạ? Hệ tivi này, hệ giải trí này thì rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta ngồi từ khu vực bàn trà dõi sang thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Khu vực phòng khách của chúng ta thì sẽ được ngăn cách qua kệ tivi này bởi một khu vực phòng bếp và khu phòng ăn. Phòng bếp kết hợp phòng ăn có diện tích là 40m2. Như quý vị thấy ở đây thì phía trước của chúng ta chính là khu vực sảnh phụ. Ngôi nhà của chúng ta nhìn nó rất là trường, đúng không ạ? Nhìn rất là trường ngôi nhà. Thì đây là một lối đi từ khu vực để vào thẳng khu vực bếp và phòng ăn. Tất nhiên thì ngôi nhà này của chúng ta sẽ có một khu vực bếp dự phòng. Đây là căn bếp mà chúng tôi đã thiết kế mang phong cách hiện đại. Thì sẽ có rất là đầy đủ từ những cái khu vực bếp từ, hút mùi, đúng không ạ? Chắc chắn là khu bếp này sẽ cần được đầu tư thêm về phần nội thất để nhìn khu bếp nó được trang hoàng hơn một chút. Ở phía trên trần của chúng ta thì được trần thạch cao. Quý vị có thể thấy được, để ý được những cái phần mà khi mà chúng ta trần thạch cao và sử dụng các bóng đèn downlight thì tất cả những không gian trong phòng nó rất là sáng, đúng không ạ? Ở khu vực bếp này thì chúng tôi cũng ốp hoàn toàn bằng cái phần đá granite để giúp cho cái khu bếp của chúng ta nó được sạch sẽ hơn. Về phía sàn ở đây thì gia đình sử dụng khổ sàn rất là lớn. Đây là khổ gạch 1m x 1m. Nhìn rất là rộng, không gian của chúng ta nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Các khu vực tiếp theo đó chính là khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này thì sẽ chỉ sử dụng trần trát thôi. Tuy nhiên thì nhìn phần trần rất là cao quý vị nhé. Ở đây thì phòng có diện tích khá là lớn, phòng có diện tích là 16m2. Ở đây thì kê hai khu vực giường. Đây là khu vực của giường của bà và có thể là các cháu ngủ cùng. Có phần bàn học rất là tiện lợi, đúng không ạ? Nói chung là với những phòng ngủ của các ông các bà ở bên dưới thì quý vị các bạn chúng ta nên có những cái thiết kế phòng ngủ rộng một chút.
Thì thường là chúng ta sẽ thiết kế được hai phần giường để làm sao cho chúng ta có thể là có một số thành viên sử dụng, đúng không ạ? Hoặc là hai ông bà già thì có thể là chúng ta tách những cái phần giường thì nó sẽ dễ hơn. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có khu vực công trình phụ bao gồm nhà tắm và khu vực vệ sinh được thiết kế tách biệt với nhau. Cái việc mà chúng ta thiết kế tách biệt như thế này thì cũng rất là thuận tiện cho tất cả các thành viên chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Ví dụ như nhà chúng ta có khách hoặc là khi mà chúng ta, như là buổi sáng của chúng ta, thì chúng ta có thể phân tách hai khu vực chúng ta sử dụng riêng biệt ra, chúng ta sẽ không có chung đụng gì nữa. Đây là khu vực nhà vệ sinh riêng. Đó. À, phía sau ở đây thì chúng ta có một khu vực sân phụ. Ở đây thì là khu nấu nướng phụ của gia đình. Khi mà chúng ta có thể sử dụng những cái phần bếp ga hoặc là nấu đồ có mùi thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy ra khu vực này. Đây cũng là một khu vực mà tôi rất là thích, bởi vì nó là cái sự tiện lợi của gia đình. Rất nhiều các gia đình chúng ta nếu mà không có khu vực sảnh phụ như thế này thì khi mà nhà chúng ta có công có việc thì chúng ta rất là bí, khi mà chúng ta nấu hoàn toàn ở trong phòng thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng ám mùi. Thì khi mà chúng ta có khu vực sảnh phụ như thế này thì tất cả mọi công mọi việc thì chúng ta hoàn toàn có đẩy ra những các khu vực phụ như thế. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta cùng lên khám phá không gian ở trên tầng 2 nhé. Trước khi lên khám phá không gian tầng 2 thì chúng ta sẽ đi qua hệ cầu thang. Cầu thang này cũng được thiết kế mang phong cách thiết kế hiện đại, đó chính là chúng ta sử dụng phần tay vịn gỗ, lan can kính cường lực, và phần bậc ở đây của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng phần đá granite mặt đen cổ trắng. Cái việc mà chúng ta sử dụng những cái hệ bậc như thế này, thứ nhất là về phong cách thiết kế, nó sẽ đúng như phong cách thiết kế hiện đại đặc trưng của ngôi nhà của chúng ta, đúng không ạ? Nó sẽ theo phong cách rất là xuyên suốt. Thứ hai nữa là việc mà chúng ta thiết kế mặt đen cổ trắng như này thì các thành viên chúng ta di chuyển cũng dễ dàng hơn, rất là dễ dàng nhận biết các bậc, đúng không ạ? Và cái phần độ rộng của mặt bậc cũng như là chiều cao chúng tôi đã tính toán rất là kỹ. Thường thì chiều rộng của mặt bậc của chúng ta thì sẽ trên 1m, sẽ là 1m2, và phần chiều cao của chúng ta mỗi một mặt bậc sẽ là 150mm. Rồi, mời quý vị các bạn chúng ta cùng lên các không gian tầng 2 nhé. Lên trên tầng 2 của chúng ta thì sẽ được bố trí với các không gian khác nhau và chủ yếu sẽ là khu vực phòng ngủ quý vị nhé. Vị trí mà tôi đang đứng đây chính là phòng khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Khu vực sinh hoạt chung này thì gia đình có thể rất là tiện lợi, ví dụ như sau này chúng ta có thể cải biến thành một khu vực ăn mini. Ở đây thì chúng ta sẽ được bố trí với các phòng ngủ khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Hiện tại thì các thành viên trong gia đình đều sử dụng các phòng ngủ này, cho nên là tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn với chúng ta có thể quan sát cho tôi ở trên bản vẽ nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 4 ấy. Ở đây thì sẽ có một khu vực hành lang ban công ở phía bên ngoài quý vị nhé. Tiếp theo đây sẽ là phòng ngủ số 3 ở trên bản vẽ. Phòng ngủ này thì có diện tích là 15,6m2. Và đặc biệt phòng ngủ này sẽ được sở hữu một khu vực ban công rất là rộng ở phía trước, rộng 10,6m2. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khu vực ban công này rất là tuyệt vời. Đây là khu vực loggia. Loggia này thì có kích thước là 12m2. Đây là một khu vực mà chúng ta hoàn toàn có thể để khu vực quần áo phơi của chúng ta ở đây. Và như thiết kế thì chúng ta có thể là thiết kế thêm những cái khu vực, ví dụ như là máy giặt ở khu vực này. Và đây là phòng ngủ số 3. Trong bản vẽ của chúng ta là phòng ngủ số 2 đấy ạ. Có kích thước là 16m2 thì chúng tôi cũng đã thiết kế rất là dễ dàng và đầy đủ. Với phần công năng chi tiết như thế này thì nếu mà có thời gian quay lại thì tôi sẽ giới thiệu lại chi tiết cho quý vị về bên trong phòng ngủ nhé. Các phòng ngủ thì bố trí với phần nội thất giống nhau thôi, ví dụ như là khu vực giường ngủ, tủ quần áo hay là bàn làm việc. Ở đây thì của chúng ta thì sẽ có một khu vực nhà vệ sinh khép kín, nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này thì có diện tích là 5,8m2, cũng đầy đủ thôi, đầy đủ nhu cầu cần thiết của chúng ta, như là khu vực lavabo, khu vực nhà vệ sinh và khu vực tắm đứng, khá đầy đủ đúng không ạ? Và cuối cùng thì sẽ là khu vực ban công ở phía bên ngoài. Đây là ban công 10,6m2, khu vực phía trước nhà rất là tuyệt vời, không ạ? Thoáng mát. Đây là khu vực mà chúng ta hoàn toàn có thể để những phần bàn trà ở đây trang trí rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì chúng tôi đã thiết kế những cái phần bê tông được làm bê tông, được sơn giả gỗ như thế này. Chúng ta sẽ lợp cái phần máy kính đằng trước để tránh mưa tránh nắng, không ạ? Thực sự thì những khu vực này chúng ta có thể hoàn toàn cải biến thành những khu vực khác nhau rất là nhiều. Và gia đình có thể là sử dụng những khu vực trên tầng 2 như thế này để nấu ăn, nấu nướng cho các thành viên trong gia đình của chúng ta, có thể là tụ họp ở trên tầng 2 cũng rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn về căn nhà của gia đình anh Mạnh có địa chỉ tại Đông Anh, Hà Nội. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mạng Home hoặc là mong muốn Mạng Home thiết kế trong căn nhà của quý vị
Thế đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của MyHome sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.